Cảm ơn quý vị đã không rời màn ảnh. Và bây giờ để tiếp tục nghe giáo sư nói lại, you cannot cross the river. And decided to cross the Rubicon River. Yeah. Tức là quyết định đi qua sông Rubicon. Yeah. Nó làm gì? Tức là quyết định đi qua thì không có thể thối lui được. Thì cũng giống như muốn làm kinh kha đi qua sông dịch cho quý vị. Thế là như vậy, tức là làm một cái việc gì mà mình quyết định dứt khoát và thất bại hay thành công để không hồi ý hay đổi ý, không có hồi tâm chuyển ý, không có đổi ý, không có gì hết. Thì như vậy tức có nghĩa là mình dứt khoát với cái việc đó. Thành nó mới có là một đi không trở lại, là vì lý do đó. Yeah. Thì trong một trong những cái chiến thuật của quân đội là quý vị biết, muốn ép cái lòng quân mình là một lòng thì họ có nhiều cách lắm. Một cái là họ thúc giục, cái thứ hai là họ để cho quân đóng sát ở bờ sông, quân địch tấn công vô, nếu không tấn không phản công lại thì chết. Vậy thì ta thà liều chết để mà tấn công, họa đâu mà biết đâu mình thắng, còn hơn là mình chịu để bị chết. Yeah. Vì cũng là một cái cách, để một trong những cái chiến thuật. Nhưng cái ngược này thì cái này là quyết định đi đi qua và không thể trở lại, là người ta gọi nó là một đi không trở lại. Thì lấy cái tích là kinh kha qua sông dịch để mà nói với cái chuyện ý, một cái ý chí, người có cái ý quyết, một cái quyết tâm rất là mạnh và làm là dứt khoát là làm, chứ không có thể gọi là nghe ai mà gọi là rồi Mà nhục đổi ý. chí Dạ rồi vâng. đổi ý đó. Và Kinh Kha cái mục đích đi qua sông dịch là để ám sát Ám sát Tần Tần Thủy Tần Hoàng. Thủy Hoàng, Vâng. và có thành công không thưa Dạ giáo không sư? thành công, Không ông thành ta công. không biết tại sao mà không thành công. Yeah. Anh gói cái gươm ở trong cái bản đồ. Thì anh gói sát một cái bên 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 cạnh của cái bản đồ đó. Thì anh ra anh nói là tại vì anh là người là nguyên là nước Tề, mà sau là anh ở ở anh qua anh ở nước Yên. Ở nước Yên thì quý vị biết là nước Yên nó nổi, nó tìm cách nó phản công một cách dữ dội nhưng mà không thành, vì quý vị biết tất cả những con nít ở nước Yên nó bị ổng cho giết giết hết, những cái đứa bé giết hết. Thành nó họ cái lòng căm phẫn sôi sục, và anh thấy và anh mới giúp, anh mới cố ý muốn anh đi ám sát. Thì anh bỏ cái trủy thủ, tức là cái đao ngắn, anh bỏ vào trong cái kẹp ở trong cái bản đồ. Thì anh lên anh khai anh lên anh trình bày những cái vị trí đóng quân của nước Yên này kia để tìm cách mà dụ cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cũng nhìn coi nó ra thì khi anh dở 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 ra là gần đến cái con dao, anh chụp con dao anh đâm, thì Tần Thủy Hoàng nhanh hơn phóc lui một cái và anh này rượt theo đâm, nhưng mà chỉ trúng cột trúng kia rồi trúng áo trúng đồi chứ không có đó, không có giết được Tần Thủy Hoàng. Về trên sau cần ảnh bị băm băm nát ra và chết. Và Tần Thủy Hoàng như như giáo sư đã nói ngay từ đầu là một vị vua rất là ác, phải không ạ? Cho nên là trong cái ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng chúng ta thấy có rất là nhiều người bị chôn sống theo, thưa đúng không ạ? Khi ông chết, ông chết thì là con của ông là Tần Nhị Thế đó, Tần quý vị là nó cho nhiều người đi chết theo, nó chôn theo ông. Thì khi sau này họ quật lên các thứ, và cái mà người là đau khổ nhất là cái hàng, có thể nói là hàng triệu người chết vì cái vụ mà xây cái vạn lý trường thành, nó là cái mộ chôn của hàng triệu người hồi xưa. Mà hồi đó dân tộc cũng đâu bao nhiêu lắm, quý vị thấy là tôi cứ nhớ là tôi đọc một số sử thì tôi biết là dân tộc so với dân Việt nó có gấp có 3 lần thôi. Tức là khoảng thời thời Hai Bà Trưng á, dân Việt Nam mình khoảng chừng 900 ngàn hơn triệu cho đó. Còn dân Tàu thì có 3 triệu. Mà quý vị thấy giờ tới tới 1.400 triệu. Trong khi Việt Nam mình thì gần 100 triệu thì coi như là gấp 14 lần phải không? Dạ vâng, thưa đúng đúng là như vậy. Và bây giờ nói đến cái điển tích Tần Phi thì cũng cũng là từ bên thời đời Tàu, mà cái này là thời vua Vũ Đế, Hán Vũ Đế phải không ạ? Tần Phi ta dương tận nàng, trời mây phảng phất nhuốm thời gian. Đó là cũng là nằm trong cái bài Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ, quý vị. Thành ra thưa quý vị, Tần Phi là người rất là đẹp, vì vừa được vua sủng ái dữ lắm.
Nhưng mà một thời gian sau, không biết vì lý do gì, cô ta nhuốm bệnh. Cô bệnh thì là cũ, và khi cô, quý vị biết rồi, người mà còn sức khỏe dồi dào thì là nha, mặt mày thì là chứ đó cái gì hả, má phấn môi son hả, môi hồng má môi má hồng mày môi son rồi gì các thứ, tức là trang điểm lên nó đẹp biết mấy. Nhưng mà khi mà bệnh rồi thì đâu có trang điểm nữa, không có còn má hồng nữa, không có môi son nữa, và dĩ nhiên là phải tiều tụy xanh xao vàng vọt đúng không. Mà khi mà nói đến cái chuyện mà bệnh như vậy rồi, nhà vua mới đi vô muốn thăm cô ta. Nhưng mà cô này cũng nghĩ nếu mà mình vô mình để cho ông ấy vô thăm mình mà cái sắc mặt của mình nó xanh xao vàng vọt, mà nó ủ rũ, mà nó xấu quắc như thế, thì lại còn đâu nữa cái hình ảnh tốt đẹp của ngày trước. Trời ơi, không thấy được, phải không? Vì vậy cho nên cô quyết định cô không cho cô ấy, không cho ông vô thăm. À nó cái câu này ý muốn nói là cái cô nàng này cô muốn duy trì cái hình ảnh đẹp của cô khi còn nhan sắc, không còn hương sắc, khi còn khỏe mạnh, chứ cô không có muốn cái hình ảnh của một người bệnh tiều tụy. Thì cái chữ Tần Phi này chỉ nói là cái ý như vậy, thế là ý muốn của người là người gái, rồi rộng ra là muốn giữ được cái hình ảnh cũ chứ không muốn nhìn thấy được cái sự thật phũ phàng đó, nên chi mới có cái tích Tần Phi. Mà nếu mà nói đúng ra thì xấu đẹp là cũng tùy người đối diện. Nếu mà chúng ta xem những cái hình ảnh minh họa về thời xưa, các vị vua, thí dụ như vua Hán Vũ Đế này cũng vậy, là một hình ảnh rất là người rất là to lớn đồ sộ, mà hình ảnh của nàng cung phi này, nàng Tần Phi này là họ Lý thì phải, lại rất là mỏng manh, cho nên là mình nhìn thấy có cái sự tương phản ở trong đó. Để mà giữ được một cái hình ảnh cho nó được toàn vẹn trong mắt của nhà vua thì đôi khi cô cũng không thực sự biết là nhà vua đang muốn cái gì, nghĩ cái gì. Dạ vâng, thầy nói cái hình ảnh cái chuyện mà là cái tâm lý của thứ đó, nó thuộc về tâm lý rồi cô. Bây giờ cô ta hy vọng là cô sẽ được lành bệnh, và sau khi cô lành bệnh thì cô sẽ được sủng ái trở lại. Nên ra cô thật không muốn đánh mất cái hình ảnh mà đã có trong đầu của nhà vua từ cái khi cô còn hương sắc, trước khi cô bị bệnh. Vì vậy cho nên cô muốn duy trì cái hình ảnh đó, thì cái đó có quyền của cô ta. Nhưng mà có may là, rất may là ông vua ông cũng nghĩa là chiều ý của cô ta nên gì, chứ không thì ông cứ ra lệnh với cho ta vô ta thăm coi cho nó tiều tụy đến mức nào thì cũng phải chịu chứ làm sao. Nhưng có lẽ tại ông vua cũng thương, vì vậy cho nên cũng chịu ý là không muốn làm phụ lòng của cái người đẹp của mình, vì vậy cho nên không cô. Cho nên Thanh Giang thấy là những cái điển tích khi dùng đôi khi thì nó cái nghĩa nó rất là rộng. Thí dụ như câu chuyện của Kinh Kha, một đi không trở lại, hoặc là có những cái chuyện thì nó đơn giản hơn như là Tần Phi vừa rồi. Và trở lại với lại vấn đề chữ Việt của mình đó, thưa thưa giáo sư, không nhất thiết là trong một cái đoạn văn đó, trong một cái đoạn thơ đó mà nói đến điển tích, mà người ta không có được cái sự hiểu biết thì không không hiểu được cái câu đó, cái đoạn văn đó muốn nói là cái gì. Nhưng mà ngay như cả trong những cái đoạn thơ mà đọc qua thì tưởng rằng là dễ để hiểu. Bây giờ Thanh Giang xin phép được đọc 6 cái câu này và nhờ giáo sư giải nghĩa nó như thế nào nhé. Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Một tay thì cấp hỏa mai, một tay cấp giáo, quan sai súng thuyền. Thùng thùng chống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Có rất là nhiều chữ ở trong trong 6 câu này mà Thanh Giang không hiểu được, xin giáo sư giải thích giùm. Yeah, thưa cô, giờ chúng ta đi từ điển tích qua cái chỗ lính rồi. Đây là cái mấy bài thơ trong Lính Thú đời xưa đó quý vị hả. Ngang lưng thì thắt bao vàng, thì quý vị biết cái bao vàng là bao gì? Thưa cô thì cô nghĩ là cái bao vàng là bao gì?
Bao thức ăn ạ, bao đựng thức Dạ, ăn. thì lính rồi, quý vị biết là, không biết quý vị đây có bao nhiêu người đã được trải trải qua quân trường hay không, chứ khi mà đi ra hành quân á, thì cái ba lô phía đằng sau á, ít nhất phải 25 kg, trong đó ít nhất là 4 ngày ăn lương khô, rồi 2 cấp số đạn, tối thiểu là 2 cấp số đạn đến 4 cấp số đạn, 1 cấp số đạn là khoảng chừng 750 viên, như vậy tới 3.000 viên đạn. Khẩu súng mà hồi trưa mà phát em AR-15 đấy, thì đứa nào mà được gọi là nhẹ tội thì mang cái carbine M1 hay M2, còn nếu không thì mang cái Garand. Trước khi mà M16 thế thì thế carbine, rồi carbine xong rồi mới qua Garand. Cái viết nó nặng khủng khiếp lắm, Garand là nặng tới gần 5 5 ký mấy lần. Còn carbine có 2 ký mấy, còn súng M16 thì chưa gần khoảng 2 ký 15 thôi. Và ít nhất phải 6 cũng 6 cái lựu đạn. Rồi quý vị thấy là băng cứu thương, rồi cái bi đông nước, rồi đã cả rồi mấy cái gấp đạn gọi là chi đó nạp sẵn. Thì quý vị thấy đó là cái lính của cái thời nay là vậy đó. Rồi chưa kể là cái nón sắt nặng mấy ký nữa, đầu bó xô cũng nặng mấy ký nữa. Thành ra quý vị thấy là một người lính mà bây giờ thì mang trên người ít nhất gần 30-40 kg khi mình đi ra trận. Còn ngày xưa thì họ không có ba lô, hồi xưa không có ba lô, thì họ mang cái bao. Thì cái bao quý vị biết là nó có một cái gọi là ruột tượng, quý vị có biết ruột tượng không? Ruột tượng là một cái bao mà nó vào nó cái vải hộp hồ may thành một cái ống dài đó, rồi trong đó đổ gạo trong đó, rồi cột hai đầu cái nhà thắt lên lưng, xong rồi rồi áo quần hay là rồi những cái thứ mà mình cần mang theo là, thì tất cả mình để tổng cái bao vàng. Rồi đó là ngang lưng thì thắt bao vàng, cái bao ruột tượng đó để mang gạo với mang đồ ăn với mang cái thứ dụng cụ đó. Vì hồi xưa mình không có súng không có đạn nữa chi, mình một tay cấp giáo, quý vị thấy rõ ràng nó như có súng hỏa mai. Thì quý vị biết súng hỏa mai là súng gì? Súng là phải đốt châm lửa lên thì khi nó mới bắn được nó, vì thuốc thuốc nổ nó chưa vô trong cái nòng và chưa có cái cò để mổ, nên chi người ta phải vét thuốc vào trong trong cái nòng nó, xong rồi người ta châm lửa cho nó cháy rồi nó bắn pình ra, cái nó rớt ở đằng trước mặt đó chứ không xa lắm. À, vậy coi như là sáu cái câu này là nói đến cái người lính họ phải khuân vác tất cả những thứ như Dạ, vậy. nhưng mà cái tâm trạng của họ là riêng là quan sai xuống thuyền, tức là làm theo lệnh của quan, quan biết đi đâu là đi tới đó, tức là mình là người lính mà, cho nên mình có bổn phận phải chiến đấu tất cả mọi mặt trận. Như tôi nhớ hồi xưa tôi cũng đã từng đi lính, và từng đi hành quân bên bên Miên, rồi đi hành quân bên Krek, rồi bên hành quân của Sinun, qua bên ở Minot, rồi bên Miên, rồi tôi đi tăng cường cho sư đoàn 25. Tôi thuộc về đại trung đội, tôi là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 43, sư đoàn 18, tăng cường cho sư đoàn 25. Thành ra đi đi từ Tây Ninh đi qua bên 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 ngã ba Krek của Miên, xong đi vô sâu trong 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 lãnh thổ Miên, rồi trong đó cũng hợp với quân Miên bên đó thì đi hành quân hợp với bên quân bên trên sư đoàn 25 đi phát thành ra. Cảm ơn giáo sư. Đó là một chuyện mà chúng ta sẽ cần phải có một cái chương trình khác để tìm hiểu thêm. Rất là hứng thú. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tiếp tục cho lần trước qua 6 điển tích mà giáo sư Trần Ngọc Dụng đã cùng giải thích cho chúng ta hiểu. Rất mong quý vị vẫn mãi khỏe mạnh để tiếp tục theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Dụng. Và xin hẹn giáo sư cùng quý vị khán giả vào chương trình lần sau. Xin chào giáo Cảm sư. ơn cô Thanh Giang, cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị luôn luôn sức khỏe, bình an và đi làm trở lại để cuộc sống bình thường. Con hồng cháu lạc mọi miền chớ quê.
đời đời con cháu dòng tiên.